chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đến với các bạn hai nước miền Giang. Tên là các bạn ở nước này. Rồi, vậy thì khác với Lan đã. Sẽ gấp chân vào. Các bạn nhớ là gấp một ít thôi. Rồi. Cái này chắc là đủ rồi. Nếu các bạn muốn uốn lại nhanh thì chúng ta sẽ khóa. Ngon. Video lần sau. Tạm biệt các bạn. Bye bye.